Chào các bạn, hôm nay chúng ta đi cùng tìm hiểu cách tạo một con Amazon EC2 Instant Store. Hình như các bạn đã biết, Amazon EC2 là một dịch vụ về compute của AWS chuyên để tạo các Amazon EC2 Instant hay còn gọi là các máy ảo ở trên AWS. Thì để tạo một cái máy ảo thì như các bạn đã biết, nó cần phải có những cái thông số rất là cơ bản, kiểu như là CPU, RAM hay là ổ cứng. Thì đối với Amazon EC2 Instant thì các bạn sẽ chọn được CPU và RAM dựa trên Instance Type hay là còn dựa trên các dòng Family của Amazon EC2. Thì các bạn có thể tìm hiểu một bài khác trên channel Kevin nói về Amazon EC2 Instance Type có những cái loại nào. Ví dụ dòng C, dòng M, dòng G, dòng T gì đấy. Thì nó có những ý nghĩa như thế nào ha. Còn trong bài này chúng ta sẽ đi tìm hiểu cái cách tạo một con Amazon EC2 Instant dùng cái gọi là cái ổ cứng, gọi là cái loại của nó là Instant Store, hay một số tài liệu có thể ghi là Immovable Instant hay là ổ cứng mà tạm thời ấy. Thì bản chất của cái này là gì? Đây vẫn là block level storage thôi, đây vẫn là lưu trữ dạng block ấy. Thì cái loại này nó khác với cái EBS, nó chính là cái physical attached host computer. Có nghĩa là khi các bạn tạo một con EC2 này, nó có một ổ cứng gắn trên cái con EC2 ấy luôn, theo cái physical host của các bạn. Thì như thế thì nó sẽ làm giảm cái latency, làm tăng độ truy xuất của các bạn. Thì đây là một cái ví dụ host computer 1, host computer 2, thì chúng ta có các instant nó gắn các ổ cứng ở trên cái con host này luôn, cho nên là cái độ truy xuất nó rất là nhanh. Do đó thì những con EC2 nào đó mà chạy với instant store nó sẽ đơn giản phù hợp với những ứng dụng mà kiểu như buffer này, caching này, scratch này, hay là những cái temporary content rất là phù hợp. Thì đây là cái lợi ích của Amazon EC2 mà dùng backend, là dùng cái batch Instant Store ấy. Thì nó có lợi ích như thế. Thì bên cạnh nó có lợi ích thì nó sẽ luôn luôn có những cái gọi là có thể gọi là cái hạn chế hay là những cái đặc điểm của nó. Đó là dữ liệu sẽ bị mất khi trong một số trường hợp sau xảy ra, ví dụ ổ cứng bị lỗi này, hay là Instant Stop, rồi Hibernate cũng bị mất dữ liệu luôn, Tabernate cũng bị mất dữ liệu luôn. Thì đây là những cái trường hợp mà sẽ bị mất dữ liệu. Thì có rất nhiều loại gọi là loại Instant Type hỗ trợ cái gọi là Instant Store, có nghĩa không phải tất cả mọi Instant Type đều có hỗ trợ nhé. Hiện tại AWS thì có hơn 360 Instant Type, nhưng mà chỉ có một số loại có sẵn cái ổ cứng gắn liền với họ và cái con EC2 ấy thôi. Thì ví dụ như ở đây chúng ta thấy con nhỏ nhất ở đây là con C1 Medium thì có hỗ trợ. Rồi, thì đây là những cái thông tin này, các bạn có thể đến kèm cái link này để các bạn tìm hiểu thêm. Còn phần còn lại trong cái video này, các bạn sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo một Amazon EC2 Instant. Thì trước hết là các bạn phải login vào trong cái AWS console của bạn, các bạn truy xuất vào dịch vụ EC2. Rồi để chạy cái EC2 thì các bạn nhớ là EC2 là dịch vụ gọi là global regional scope, hay là chạy theo vùng nha. Ví dụ như đây mình dùng là vùng US East 1 thì chúng ta sẽ có thể chọn launch instant từ đây, hoặc là các bạn vào instant rồi các bạn launch cũng được. Rồi nấm launch instant thì lưu ý này, khi các bạn chọn các AMI này, các bạn thấy không, root device type là EBS này, bây giờ là các ví dụ các image này nó chạy theo là EBS. Bây giờ mình muốn dùng cái instant type thì các bạn phải chọn qua cái bảng community. Khi chọn qua cái bảng community, các bạn sẽ thấy là có một cái option là root device type, đây là instant store, các bạn tích vào đây nha. Thì ở đây có rất nhiều cái AMI để chứa cái gọi như cái hệ điều hành hay là những cái packet cài sẵn cho các bạn. Thì ở đây các bạn thấy là root device type là instant store này, đấy chưa? Các bạn chọn một trong những cái loại này, giả sử Kevin chọn cái loại đầu tiên. Thì cái màn hình tiếp theo là mình sẽ chọn instant. Thì các bạn đã thấy này, nó không có cái free tier, nó T2 Macro không có instant store hỗ trợ. Các bạn có thể thấy cái cột bên cạnh này, instant store này, EBS only chỉ hỗ trợ EBS thôi. Bây giờ các bạn có thể cuộn xuống bên dưới. Ví dụ thấy đây, C1 Medium là cái con nhỏ nhất này, 2 CPU, 1.7GB RAM, ổ cứng là 350. Nếu mà không đặc tả gì có nghĩa ổ là ổ HDD nha các bạn. Còn nếu mà đặc tả thì sẽ là SSD, như ví dụ con C3 này. Thì các bạn có thể sử dụng con C1 Medium này là con nhỏ nhất. Thì trước khi đi sử dụng thì như các bạn đã biết, các bạn nên kiểm tra chi phí của nó sử dụng như nào. Thì các bạn kiểm tra chi phí dùng có một công cụ gọi là calculator.aws nha.
Cái công cụ này các bạn cũng rất đơn giản, các bạn chọn create và chọn EC2 nha. Chọn configure. Giả sử mình chọn ở vùng North Virginia đi đúng không? US North Virginia đây, ok. Change the region. Rồi khi cho the region là chúng ta sẽ chọn cái search instance name này, ví dụ mình là c1.medium đúng không? Thì các bạn thấy nè, nếu mà on demand giá sẽ là $0.1 per hour, 0.13 thì nó cũng rất là rẻ ha. Ví dụ mình làm bài test này trong vòng 1 tiếng đi thì nó sẽ mất đâu đó khoảng tầm chưa đến kiểu 5.000, khoảng đâu đó 5.000 đồng ha. Thì cũng rất rẻ thôi. Mình sẽ bấm chọn cái instance này để chạy. Rồi, ở bước này mình sẽ chọn nó vào cái VPC nào. Thì trong bài này mình sẽ chọn VPC default và chọn cái enable cái phần truy xuất gọi là assign a public IP ha. Rồi mà các bạn có thể cuộn xuống phần dưới để phần này nó mặc định hết. Đây cái phần storage này các bạn sẽ thấy nè. Storage là các bạn sẽ thấy ở đây type của nó là instance store này. Và ổ cứng nó 350GB HDD. Và mình sẽ không có những cái option khác như delete on termination giống như kiểu EBS nè. Cái này đó, đây là một điểm khác biệt lớn nhất. Tag mình không có chọn, security group mình sẽ chọn cái default. Và lưu ý ở đây này, instant config not eligible for free tier. Có nghĩa là con này, bình thường các bạn khi dùng con T2 macro á, ở các region thì các bạn sẽ được free 1 tháng là 750 hour per month. Nhưng với con này tại vì con C1 cho nên nó sẽ không được miễn phí nên các bạn sẽ bị tính tiền nha. Nên là các bạn nếu mà là làm bài này thì các bạn lưu ý nó sẽ phát sinh một lượng chi phí nhỏ nhỏ nào đấy. Ví dụ như là $0.13 per hour chẳng hạn. Thì mình bấm launch. Mình sẽ chọn cái key của mình có sẵn ở đây rồi, hoặc là các bạn chọn không chọn key hay chọn key của các bạn tùy các bạn nha. Launch instance. Thì việc launch instance này thì sẽ mất, có thể mất một vài phút. Nên là cái việc này thì trong quá trình này thì mình sẽ cho các bạn xem này. Ví dụ như là thông thường một con EC2 mà nó launch đó, thì nó sẽ có cái phần gọi là cái phần volume ở đây. Nhưng mà riêng á, riêng đối với nếu mà instant mà gọi là cái loại là instant store ấy, con này mình đang chạy này, instant store này, mình đặt name này, ES này. Nhưng mà riêng cái con này đang chạy á, con này đang hiện tại là không có cái volume, thì đây là cái điểm khác biệt lớn nhất của cái instant store mà Amazon EC2 thay vì là dùng cái EBS. Ví dụ trên này mình đã launch sẵn một con ở đây này, các bạn thấy nó cũng C1 medium này. Các bạn thấy không? Ở đây là các bạn thấy là không hề có cái phần instant store nha, phần EBS nha. Thì root device type của mình là instant store này. Không hề có block đi, không hề có cái phần EBS thông thường như các bạn đang hay thấy. Thì đây chính là cái cách tạo ra một con EC2 instant mà dùng instant store cho cái phần ổ cứng của nó. Thì hy vọng qua bài này các bạn cũng hiểu về instant store và cách sử dụng nó. Thì để trước khi kết thúc bài này thì mình sẽ show cho các bạn thấy cái phần thông tin này. Đó là phần instant store, các bạn sẽ thấy bấm vào instant state á, thì các bạn sẽ không thấy cái nút gọi là cái nút start hay hibernate gì hết. Nó chỉ có trạng thái là stop này, reboot này, rồi terminate thôi. Mà như các bạn đã biết là những cái trạng thái này á, thì nó sẽ xóa hết dữ liệu trong cái con instant store của các bạn ha. Thì đây là cái sự khác biệt lớn nhất giữa EBS và instant store bắt by EC2 Amazon EC2. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn thành công.